Bắn này bơi trượt tật 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 tật. Chim mê cho bà làm bà làm. Chim mê là tơ lằng tơ lằng tơ lằng tơ lằng tơ lằng. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình lại có một trò chơi rất là hay mọi người ạ. À, cũng là vì thằng Trạng Thế nó từ Gia Lai nó ra hôm trước là nó chưa được lì xì, thế nên là nó hôm nay nó ra nó đòi lì xì mọi người ạ. Lì xì nên là hôm nay mình sẽ quyết định là lì xì tiếp. Mình được hưởng sái. Đấy. Nhưng mà hôm nay ấy là lì xì này lại có thưởng và có phạt đấy nhá. Đấy. À, thể lệ trò chơi sẽ như sau. Đây, đưa phi tiêu đây. À, sẽ dùng phi tiêu phi vào những trái bóng ở đây nhá. Ở đây có một quả này, hai quả này, ba quả, bốn quả xếp thẳng hàng nhá mọi người nhá. À, đứng vạch đích sẽ là ở đây. Đây. Vạch đích ở đây nhá mọi người nhá. À, tức là phi đứng ở đây, phi trúng rơi trái bóng đầu, nổ trái bóng đầu tiên. Nhặt một lít. Đấy. Nổ trái bóng đầu tiên, nổ tiếp trái thứ hai, nhặt thêm lít nữa. Đấy. Nổ trái thứ hai, nổ tiếp trái thứ ba, nhặt lít nữa, 3 lít. Thông thiên. Đấy. Thông thiên 4 quả. Nhặt 5 lít. Đấy. 8 lít. Là 8 lít. Đấy và khi mà trượt mà vào những cái trái bóng hồng hồng kia sẽ được 10 cảnh. Được 10 cảnh. Còn nếu mà phi trượt tất cả các loại bóng tự bốc này vả lên mặt. Xong sẽ có người khác vả cho đây. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ cho mọi người xem một quả của mình nhá. Nào. À, anh em đứng lên đây không phi tiêu nó không có mắt đâu. Đấy. À. Mình sẽ ví dụ một nhưng mà anh là không được với đấy. Như người tay dài. Vạch đích đây, với đến đâu thì với. Đấy. Anh cho đến lo mấy người đứng thẳng lên. Không được. Đây nha, mình sẽ thử xem là sẽ nổ được bao nhiêu trái nhá. Đấy. Không, đấy là ví dụ. mình tham mọi người đó, mình tham là mình tham xiên 4 cái nào tránh ra. À. Dạ thế. Ui mắt đấy. Rồi. Kinh điển ném gặm ghê lắm. Không đơn giản. Không đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản, nếu mà mình phi cái quả bóng đầu tiên thì rất là đơn giản. Nhưng mà mình muốn phi ăn sắp 4 rồi đây nhá. Lại phát thứ 2 rồi đấy. Được 1 lít rồi. 1 lít rồi. Thế này sẽ được 100 nhé mọi người nhá. Đó, hiểu rõ chưa? Rõ luật chưa? Hiểu rồi. Thể lệ trò chơi thì rất đơn giản nhưng mà chơi vào mới biết là cái mức độ khó nó đến đâu nhá mọi người nhá. Pi một quả đây thì dễ nhưng mà để nổ được quả này, nổ cả quả thứ hai thì nó hơi khoai đấy. Đấy, bây giờ sẽ cho đại diện đến từ Gia Lai Thế Trạng lên trước. Đấy. Đây là ui. Ui rắc. À, sẵn sàng nhá. Rồi. Ok. Lạc đấy. Nào, bắt đầu. Rồi. Được phi 10 phát anh. Được phi 10 phát. Mỗi người 1 phát. Này, giáp bài kìa, giáp bài kìa. Nào. Nào. Em nặng hơn. Em nặng như nhau mà. Wow. Đấy là em. Ô, dê nào. Quay đây bảo. Nhưng mà nói với khán giả cái gì đi. Không nói gì à? Không nói gì à? Không nói gì à? Mà là được là 8 lít. 8 lít à? 8 lít à? Kéo rồi, kín mặt. Kéo kín lần này em mới dám bạch nha. Anh ơi, các bạn em nhỏ, đặt nhẹ thôi. Đừng đặt tay này vào. Tay này có cái gì đâu. Đây, có muốn chăm chối gì không? Có tiền. Rồi, nhìn ra này. Tiếp tục. Nhìn đến đây à? Em ơi, chân. Mày cứ phải để ý chân đâu. Lùi xuống chân tí. Được. Kinh đấy, kinh đấy. Có tí kinh đấy. Thế vậy là Tiến Vượng làm nổ hai trái bóng nhá. À, và sau đây là phần thưởng dành cho Tiến Vượng. Một loét. Hai loét. Đấy. Cứ thử để thêm xem á. Đấy, 200. Đổi cho cắn. Đấy, 200 nhá. Đấy, tiếp tục, người tiếp theo.
Tiến Vượng đã giành 2 lít rồi nhá. Bây giờ đến đại diện tiếp theo, Trung Bin đến từ Colombia. 8 lít đi. 8 lít cho em. Cố lên. Chuẩn bị sẵn sàng nhá. Rồi, lại tiếp tục. À, đại diện tiếp theo Mao Zê Zê đến từ Colombia, đây là Philippines. Philippines. Ai à? Chuột tay vẫn ở đây. Chuột tay. Từ từ. Diêm Mao Đệ sẽ có một cái gọi là ưu tiên. Đấy. Ai cô đồ ôi thế này thì được, tay nó ngắn hơn bọn mày một sải mà, đúng không? Em ơi, dám mạnh kìa. Đấy. À. Tí nữa thì được 2 lít. Rồi, được trao thưởng luôn. Một lít. Tiếp tục. Anh có đổ không? À, anh đổ. Đấy. Em Vượng ơi. Tiếp tục người tiếp theo đó là Tiến Vượng. Mỗi người sẽ có 5 lượt chơi nhá. Ai kiếm được bao nhiêu kiếm, không kiếm được sẽ chuyển sang trò chơi khác, trò chơi sinh tử, giết không, có một trò chơi nữa là trò chơi sinh tử nha mọi người nhá. Tí nữa mọi người sẽ biết đến trò chơi sinh tử như thế nào. Là trò chơi sinh tử là sẽ không có phần thưởng mà chỉ có cái chết. Đúng. Nhưng mà chưa là em nhá. Có giải thưởng luôn. Chuẩn, anh nghĩ bọn em chơi đều à? Chuẩn luôn, lấy tiền đi luôn, khán giả. Khán giả vào chơi. Chứng kiến nha. Thôi anh đi đi. Chào anh đi luôn. Thôi, năm mới mừng tuổi anh. Cảm ơn. Ok, bắt tay, thôi tay này đi. Ok. Tí nữa đi, một quả nữa là vàng. Anh đi nhanh rồi. 300. Anh đi. Ui, tí nữa gì nhỉ? Làm 2 lít rồi, đi đi, ấy mừng tuổi nhỉ. Đùa chán đời thế nhỉ. Cảm ơn anh nhiều nhá. Ok, bye bye nhá. Vừa có một khán giả bất đắc dĩ vừa lên chơi cái kiếm 2 lít đi về luôn mọi người ạ. Ai nhớ có gì alo xem số series nhá. Đi ăn rồi đấy, có một quả gặp một ngay bên dưới. Đây, cam phát rồi đây. Đi mạnh đấy. Không được. Không phải mạnh chuẩn là nó đi cái. Rồi mạnh. Rồi. Chưa em. Tiếp tục lượt thứ 2 của Tiến Vượng nhá. Ai Trung đứng trong bên kia, Trung lượt chân. Chậm mạnh rồi, lui xuống. Ai da, nổi ghê à. Ghê đấy. Là lượt thứ 2. Hết tiền lẻ rồi, thôi trao thưởng bằng tiền túi vậy. 210.000. Chết rồi, hôm nay lại khác rồi. 10.000 nữa. 10.000 nữa à? Đưa nó 20 chúng em phi nào sẽ dính. Rồi được, cho nợ 10.000 đi. Được, ok. Rồi đây, tiền thưởng của cái này đây. À, cứ để đây đã. Đây không, bây giờ sẽ tăng luôn lên 20 đi. Còn là cái này là cái khuyến mại, nếu mà ai không trúng thì sẽ được cái khuyến mại ở đây. Bạn nào phải lượt mình mà. Hôm nay là chơi tới bến luôn đấy mọi người ạ. Nghe thằng Bao Đệ vứt lóc. Ai phát thông tiếp tục đến ai nhỉ? Đến Trung Bin nhá. Vượng lấy một quả bóng ra đây. Hai. Hai quả. Hai quả bóng to. Tổng thiệt hại từ lúc nãy mình mất cho Tiến Vượng 2 lít. 4 lít rồi. 4 lít. 110.000. Mao Đệ 1 lít. Đây là một quả này. Anh Khang khán giả bất đắc dĩ 2 lít nữa là 7 lít à? 7 lít. Ôi, nói chung là vẫn chưa ăn thua, hôm trước Mao Đệ còn làm 5 củ cơ mà. Đấy. Tí nữa nha mọi người, cứ chờ đón sau cái màn này nhá. Là sẽ có một trò chơi sinh tử nữa mọi người. Trò chơi cái đấy mới là cái mấu chốt của ngày hôm nay nhá. Tiếp tục. Sao đến lượt anh Trung quả này nó đại diện đến từ Colombia. Trung quả này không quen. Chúng được gì chưa nhỉ? Chưa. Chưa à? Cố gắng.
4 quả mà anh ơi. Tiến vượng mặt vẫn sạch lắm. 4 quả mà anh ơi. 4-5 quả mà. Đừng nghe máu đấy. Đừng làm lít anh ơi. Vâng ơi. Ôi đen à. Mặt hình đẹp trai như thế. Anh mà cầm cái đầu gà mà ngậm quả táo nữa thì hết chứ. Tiếp tục bây giờ sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay nhá. Thế Trạng mà muốn nói gì với khán giả không? À, đây là lượt cuối lượt đúng không? Chưa, lượt thứ ba. Lượt thứ ba, 5 lượt đúng không? À, lượt thứ ba của nhân vật chính ngày hôm nay. Có gì muốn nói với khán giả thì nói. Đen thôi, đỏ quên đi. Ừ. Đi ăn cái gì đẳng cấp nó mới làm mãi mãi hiểu không? Rồi, 2-1 đây này. Ui, rồi. Ok. Có một. 1 lít dành cho... Ai, ra đây. 1 lít dành cho đại diện đến từ Gia Lai. Đã có quà rồi. Hôm nay là muốn để tất cả anh em có quà. Tiến vượng thì nhiều quà có rồi, có rút lui không? Nếu mà rút lui bây giờ ấy thì tí nữa không phải chơi trò chơi sinh tử. Không, chơi đi. À, chơi lấy tiền à? Tí nữa sẽ chơi trò chơi sinh tử. À, chào anh nhá. Đây được rồi. Anh đừng vào đây nữa. Vào đây lại. Đi ăn rồi. Ui à, tí nữa làm bác lấy được 6, 3 lít, 8 lít. Ai, sao cái đại diện sao càng ngày càng thổi bóng to thế ấy. Không, cũng thế mà, anh cũng thế mà. Không chỉ mà. Rồi nào bây giờ tiếp tục. Không lệch đâu, không lệch đâu. Đưa người người ta. Người ta mà thế. Rồi thằng Hà chưa? Rồi ok. Rồi ok. Bảo vệ rất là cẩn thận, chỉnh hình rất là rõ ràng nha mọi người nhá. Nó trơn tay. Ai à? À. Sẵn sàng chưa? chân Nào. Gắn một phát vào kia luôn nhỉ? Đây còn phải 3 nhá. Phải 3 rồi. 3 năm 3 chiếc vô địch, mua chiếc vô địch. Đấm một kiều nữa cơ. Kỉnh quá. Ai lít nữa thì cháu lít rồi. Cháu vượt luôn. Cái gì nhá? Ấy. Ôi, còn 2 lượt nữa. Nên là đây là lượt thứ 4 rồi mà. Lượt thứ 3. Siêu nhỉ? À, lượt thứ 3. Ôi, chết rồi. Ai lại chung quẩy cỏ đấy nhỉ? Trung bình chưa, hiện tại chưa làm nổ một quả nào cả. Trung bình cái này 5 lít thôi. Ném vòng vòng cong lên, chơi guni không? Căn lực gió, độ lực này cũng được à? Ném đúng cái quả to này đấy. Hiểu được. Ném cong lên cái này nào. Úi dồi, úi dồi, ôi. Úi dồi ơi. Sao lại tao lại lật cái này nhá? Mặt đâu mày, chạy tay em đẹp trai như này. Phải, để phát này em phải ăn thêm 1 lít nữa, thầy 2 lít. À, tiếp tục. Lượt thứ tư, bắt đầu lượt thứ tư nhé mọi người nhá. Nào, thế chạy, ném lại. Lượt thứ năm em mới lấy tiền. Nó. Ôi, quá kém, quá kém. Chưa ai phá kỷ lục của Tiến Vượng là Tiến Vượng vẫn là 2 quả. Ôi dồi ôi. Đấy là đi em. Okay. Lấy cái phía tiêu chuẩn chuẩn đấy. Đây, cho chọn 3 cái rồi. Đây, 3 cái, cho chọn. Đấy, chọn đi. Đấy, chọn đi. Đấy làm mà chọn em ơi. Chọn. Toàn chơi ảo thuật. Ôi giời. Tí được. 100 nữa. Kiếm tiền dễ thế nhỉ. Em xin bao nhiêu đi. Ok. Đấy, mình sắp hết tiền rồi. Chuẩn bị phải lấy tiền gốc ra để đấy rồi. Em ơi, đàng hoàng vào nha. À, mua thứ 4 của Tiến Vượng. Liệu này có hôm phát này có phá được kỷ lục của phát trước hay là sẽ tiếp mặt... kỷ lục nối tiếp kỷ lục anh ạ. Mặt vẫn sạch lắm. Đấy. Mày thử giả vờ ném trượt thôi. Giả vờ ném trượt. Coi như là ném trúng, giả vờ ném trượt.
Bác này khiêm tốn là 1 lít. Vẫn là 100. Được rồi. Vẫn là 100 dành cho Tiến Vượng. Có 100 lẻ không? Ai? Có 100 lẻ không? 6 lít à? Ai có 200 rồi ạ? Em chỉ thích lấy tiền trả thôi. Rồi, 100. Phá việc. Hôm nay ông Tế Trạng ông mò từ Gia Lai ra đây ông bắt lì xì, thế nên là mình mất bao tiền rồi mọi người. Thế là anh Trung bốc vét. Từ từ, đừng rồi này. Không được, chưa lấy vợ đâu. Không được. Tăng của tôi. Ai, khéo nắp ra. Trung ơi, tôi cố gắng lấy một quả đi em ạ. Một quả đây em ạ. Không phải sao mà nắng ý đâu, nó nhỏ lắm. Quả chinh chứ. Trung sau 4 lượt thì đã trúng 3 quả. Vô địch. Được 3 quả bóng nha, 3 trái bóng sẽ lấy được 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ là tờ. Chỉ là 300.000 nha mọi người nhá. Anh em sẽ lấy tiền trong túi để đỡ phải dán lên trên kia. Rồi em xin á. Ôi trời ơi. Có 3 quả, còn lượt nữa à, lượt nữa à. Phát cuối tuổi to nhá. Không, chơi đàng hoàng đi. Sau lượt thứ tư Trung đã phá kỷ lục là 3 quả. Chưa ai được 3 quả rồi nhá. Nếu mà muốn đấy ạ, muốn chơi cả 4 quả ấy, một này phải nhắm vào đây này, tâm đây nó xuống dần nó mới vào được kia. Được không? Chắc gì đã trúng mà. Đừng có nghĩ lên cửa. Lại một quả thôi. Giờ lượt cuối cùng. Thôi, đó ném đi. Giờ phải nhìn nhằng. Ngắm à. Ngắm hay chưa đó. Ngắm ôi chết chưa thôi. Ui giời ơi, trúng cái kia nữa. Thế được double kill là 100 và 20 là phía bên kia nhá mọi người nhá. Là 120, đến lên mình. Mình cố lấy 1 lít nữa thành 3 lít. 1 lít. Thế rồi, không có tiền lẻ rồi. Đưa 200 đấy. Tính hết rồi. Mã số Gia Lai, mã số đến từ 39 các bạn nhớ hôm nay 39 nhá. Bạn tiên ở 39 là tôi không lấy tiền số mà tên là 9 là quẩn bê à chị và tính quẩn chị đó quả người vẹo á. Mang đệ có ném được đâu mà cứ phải vẹo không vẹo rồi. 39 đồng hồ hết rồi, ok chuẩn chưa. Lượt cuối cùng của Mao đệ nhá. Xong đến ai nhỉ? Em Tiến Vương thì vẫn đứng ở hàng mà chuẩn ở hàng nhỉ. Này cháy chặn ăn xong ra hay lâu cứ nổ ăn đấy. Này, cân, sẵn sàng chưa? Lượt cuối cùng. Cái này bốn lượt. Trượt. Chết mê rồi cho bà là. Chết mê rồi là. Tờ lăng. Đấy. 1, 2, 3. Vẫn chưa có ai chạm được quả cuối cùng nhá mọi người nhá. Tiền là tiền nhiều khi không mà lên. Rồi, 300.000 dành cho Mao Đệ đấy. Hôm nay linh xí, trước làm 5 thủ, hôm nay làm mấy thủ. Rồi, tiếp tục dán lên đây. Cùng với Tiến Vượng nhá, liệu Tiến Vượng sẽ có thêm một chút đẹp trai. Gọi là nhọn nồi để cho đẹp trai không? Chúc Tiến Vượng thành công. Em xin bê em để không chơi vòng sinh tử. Hả? Rồi em xin bê em lấy đấy thôi. Xin bê vòng trước thì đấy, còn xin bê vòng đời sẽ phải bỏ ra 300. Không, đừng. Đừng kiểm tra. Em 10 lít nữa còn hơn bỏ ra 300. Thôi à, được. Tham à, tham thì thâm. Lùi lại. Nào, tới đi. Cái nhỏ nhất đấy. Nào. Chân em ơi. Nhắc nhở nhiều lần cuối rồi. 3 quả đi, 4 quả đi. Giả vờ em trượt. Giả vờ ơi. Mày à, bưởi. Rồi, đang đẹp. Anh Trung ơi, làm 4 quả đi. Đây sẽ là vòng cuối cùng của Trung Vinh nhá. Chân đi này. Nhắm mạnh vào nó mới chín nhiều. Hiện tại là chưa ai chặn được quả thứ tư. Giả vờ em trượt. Dạ vâng, em trượt. Ui trời ơi, lại chia được ra đấy nhỉ? Vẫn là 100 mọi người ạ. Vẫn là 100. Thôi, lấy luôn đây đi. Vẫn là 100. Tổng thành tích. Ôi trời. Từ mình sẽ thử lại một phát nữa nhá. Sau bọn nó ném càng những cái vòng cuối bọn nó quen tay hay sao mọi người ạ? Thấy ra thế nào? Xin ba.
Lật lên, lật lên để anh thử phát nào. Mình là quán quân trong cái việc ném bóng này, thế nên là hôm nay mình phi trượt hai phát đầu rồi. Wow, được có một quả. Chia là hai quả cuối nhá. Ui. Chú cho thêm anh phát. Anh sẽ được bốc bé thì cũng ăn quân. Chả thế tao đi, tao đi ném bóng hồi Tết ném lấy gấu người ta còn phải xin. Đó, nhìn quả cuối nhá. Xin tiền anh cái gì? Đấy chưa? Hai quả luôn. Nhìn cái quả, mình sẽ ném cái quả nhỏ nhất đây nhá. À, buffet. Đấy, 400 em chỉ lấy 200 thôi. Đây, 400 em lấy 200. Anh em mất tất tiền cho anh. Anh em mất thì anh mất một em mỗi người 2 lít. Mỗi người 2 lít. Đây, góp tất tiền. Mỗi người 2 lít gì? Rồi, góp tất tiền. Góp tất tiền. Rồi, thằng này có 2 lít. Bây giờ tao, nếu mà... Mỗi người 100 rồi, mỗi người 100 rồi. Còn đâu tao chúng tao lấy lại tất. Đúng rồi. Ok, anh em nhiều mà. Được. Được, đứng vào đây anh. Đàn cái gì, đàn ném trúng. Em ơi, em ơi. Từ từ. Có một quả kèo rất là kinh điển mọi người ạ. Mình ném trúng cái quả nhỏ nhất từ kia thì mình sẽ lấy lại tất tiền. Nhưng mà mình mà không ném trúng mình sẽ mất thêm mỗi người 100. Đây đây, cho lên vạch của Bao Đệ đi. Không, cũng được. Đấy, cho lên đấy, cho lấy đạn. Chả sợ quán quân này. Ôi trời ơi. Rồi, rồi. Clip này mình chỉ đã kết thúc ở đây đấy. Chúng ta quên. Sinh tử. Là cái tiền cái này vui thôi. Thằng nào lấy vui không biết nó là cái này. Ai lấy 5 lít rồi? Ai lấy 5 lít? Ai lấy 5 lít? Trả lại. Ai lấy 5 lít đâu? Cái này vui. Vui thôi. Vui thôi, vui thôi. Giả tiền 5 lít thôi. Thằng kia cầm 5 lít. Giả tiền còn mấy lít. Hai thằng có 6 lít. Còn 5 lít thôi. 5 lít. Bây giờ sẽ đến trò chơi sinh tử nhưng mà thời lượng video này khá là dài rồi. Mình xin phép là sẽ kết thúc video ở đây đây. Hôm nay mục đích chủ yếu là đến là mừng tuổi thế trạng. Thế trạng được bao nhiêu? 320. Thôi, biết rồi. Thế là được rồi. Ai bảo đến muộn mà hôm mùng 2 mà đến thì có phải là được. Mừng tuổi là 50. Được tiền triệu không? Mừng tuổi là 100 nhé. Thôi, trò chơi sinh tử tí nữa sẽ bắt đầu luôn. Nhưng mà mình sẽ up vào cái buổi hôm sau nhé mọi người. Tại vì thời lượng video này khá là dài. Nếu thấy video của anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh Ngân Chu bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.